Hello mọi người, mình là Sobe đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ review với các bạn về cái event ánh sáng đối đầu với lại bóng tối ở trong giai đoạn 4, đó là huấn luyện đội quân. Cái giai đoạn này nó y chang với lại giai đoạn 1 của cái event thống đốc hùng mạnh đó các bạn. Chỉ cần các bạn huấn luyện đội quân theo từng cái cấp ở đây thì nó sẽ tương ứng cho các bạn những cái điểm. Trước đây mình có làm video clip về giai đoạn 1 và giai đoạn 2 rồi, thì các bạn có thể vào trong kênh của mình để tìm xem lại những cái video clip về KVK3, thì các bạn sẽ biết trước ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 nó có những cái gì ở bên trong, thì lúc đó các bạn có thể chủ động được và chuẩn bị trước những thứ cần thiết đến khi mà cái giai đoạn 1 và giai đoạn 2 nó chính thức bắt đầu, thì các bạn sẽ dễ dàng đạt được cái thứ hạng cao hơn. Về cái ánh sáng đối đầu bóng tối ở giai đoạn 3 thì mình không có làm video clip, tại vì ở trong giai đoạn 3 nó khá là đơn giản, nó chỉ là đánh pháo đài màn rỡ thôi. Thì các bạn đánh càng nhiều thì các bạn sẽ kiếm được càng nhiều điểm. Rồi ở trong cái giai đoạn 4 này á, nó là huấn luyện đội quân. Tại vì mình là lần đầu tiên mình chơi KVK3 thôi, bây giờ là mình không biết năm cái giai đoạn này của nó là có những cái gì ở bên trong. Chính vì vậy mà ở từng giai đoạn mình đều có làm video clip hết, để sau này mình cũng như là các bạn có thể tìm lại để mà xem. Thì ví dụ như ở giai đoạn 4 này nó là huấn luyện đội quân đi, thì lúc mà ở giai đoạn 3 á, lúc mà đang đánh pháo đài á, thì mình sẽ chuẩn bị trước. Mình sẽ huấn luyện sẵn những cái đội quân đi. Mình sẽ huấn luyện sẵn xong rồi để nó ở trên nóc nhà vậy nè. Thì đến khi mà cái giai đoạn 4 này nó chính thức bắt đầu á, thì lúc đó mình mới bấm thu thập. Vậy thì mình sẽ lên được rất là nhiều điểm. Thậm chí á, nếu như mà mình muốn chuẩn bị sớm thì mình có thể dùng những cái tăng mạnh này nè, để mình huấn luyện được cái quân nhiều hơn nữa. Vậy thì lúc đó mình cứ để nó tích ở trên những cái nóc nhà như thế này. 4 căn nhà các bạn đều để tích hết đi, nếu như mà các bạn thực sự muốn đạt cái găng cao ở trong cái giai đoạn này. Ở đây mình cũng show cho các bạn coi luôn. Khi mà các bạn đạt được những cái mốc ở đây thì nó cũng cho các bạn được những cái phần quà gì. Thì đa số ở đây phần quà mà quan trọng nhất đó là động Soluna với lại game thôi. Còn những cái khác thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà cái event ánh sáng đối đầu với bóng tối này nè, nó có một cái phần thưởng là bảng xếp hạng nữa. Nhưng mà mình thấy cái quà ở đây á, nó có chia ra chạy mặt trời với chạy mặt trăng. Nếu như mà các bạn ở bên chạy thắng á, thì nó sẽ được nhiều quà hơn. Mà các bạn ở bên chạy thua á, thì sẽ được ít quà hơn. Nhưng mà mình thấy một cái vấn đề đó là tại sao mà hạng nhất mà chỉ được có một tượng cam, thì mình thấy thực sự rất là vô lý. Đây các bạn coi nha, nội cái event này nè, cái event từ đầu, cái event này á, nó hay diễn ra ngay sau cái event thống đốc lắm. Các bạn vào trong đây để mà các bạn coi cái phần thưởng nha. Cái hạng nhất của nó tới tận 20 tượng cam lận. Trong khi đó cái event này thì cái phần chạy thắng của nó hạng nhất mà chỉ có một tượng cam, vậy là mình thấy nó hơi tào lao một chút. Mình không có thích đua răng cao ở trong cái này lắm. Nhưng mà mình cũng quay lại một cái video clip như thế này để dành cho những bạn nào muốn biết từng giai đoạn nó có những cái gì. Thì ít hôm nữa nó sẽ có cái giai đoạn 5 nữa, thì mình xem đó là cái gì. Nếu như mà các bạn có thể chuẩn bị được trước á, thì mình cũng sẽ quay video clip cho các bạn luôn nha. Cho dù các bạn là hạng bao nhiêu đi nữa, thì nếu như mà các bạn ở bên chạy thắng á, thì cũng chỉ là có được một tượng cam thôi. Còn nếu như mà các bạn ở bên chạy thua á, thì các bạn làm kiểu gì đi nữa, dù cho các bạn hạng nhất đi nữa, thì các bạn cũng chỉ nhận được có sao cam thôi à. Sao cam thì đại đa số là mình không có thiếu đâu nha, tại vì mình chỉ chơi chuyên một đường thôi. Thì mình chỉ nâng những con tướng mà liên quan đến bộ binh thôi. Mà mình chỉ chọn lọc nâng những con tướng nào mà mình thường xuyên dùng làm tướng chính á, mình mới nâng cho nó lên thành 60 level 6 sao. Chứ còn những con tướng cam mà chuyên bộ binh luôn nhưng mà mình ít sử dụng nó làm tướng chính á, thì mình không có nâng nó lên level 60 làm gì hết á. Mình chỉ nâng nó lên level 44 sao thôi, gọi nâng max skill nó, vậy là mình sử dụng được rồi. Cái đó sẽ giúp ích cho các bạn tiết kiệm được rất là nhiều những cái sao cam này. Đặc biệt là những bạn mà chơi ít nạp hoặc là không nạp á, thì sao cam này thực sự thiếu nếu như mà các bạn không biết chọn lọc tướng để mà các bạn nâng. Đợt này á, Kingdom của mình có một cái may mắn, đó là cái event đua tượng cam này nè, nó cũng là có huấn luyện quân đội luôn. Và nó lại trùng với lại cái event này nữa, trùng với lại cái giai đoạn 4 này luôn. Chính vì vậy á, hôm nay là cái ngày thích hợp nhất để cho các bạn huấn luyện đội quân ha. À, tất nhiên nếu như mà các bạn muốn làm bất cứ một cái hành động nào cũng vậy, kể cả là các bạn nâng nghiên cứu hay là xây nhà, tương tự như là huấn luyện đội quân, thì chắc chắn là các bạn phải đi kiếm những cái boost để giúp ích cho các bạn tiết kiệm được rất là nhiều những cái tăng tốc. Ví dụ như bây giờ nè, các bạn coi nha, mình đang có cái hiệu ứng tăng vương quốc nè, cái này mình hay gọi là boost kingdom. Cái boost này nó tăng huấn luyện lên 10%, lần 10% này rất là nhiều. Bây giờ là khi mà các bạn muốn huấn luyện quân lính mà một cái số lượng lớn á, thì các bạn nên đợi cái hiệu ứng tăng vương quốc này, rồi sau đó các bạn đi huấn luyện. Đây, thứ hai là các bạn phải đi kiếm những cái cục đá mà nó tăng tốc độ huấn luyện được 15%. Nếu như mà không có 15% thì các bạn lấy đỡ cái cục 10%, thậm chí là 7% cũng được. Nhưng mà thường đang ở trong map KVK á, thì nó sẽ có những cái cục 15% này rất là nhiều.
thì các bạn nên cố gắng lụm cái cục 15% này để các bạn đi huấn luyện nha. Rồi sau đó các bạn đi xin thêm tước vị nữa, thì cái tước vị á, nó cũng có thể cho các bạn tăng tốc độ huấn luyện lên 10% nữa. Trước đây á, có nhiều người họ nói với mình đó là cái event mà nó ghi tính theo phút như thế này á, thì các bạn không cần thiết phải có cái boost 35%, nhưng mà cái đó là sai nha các bạn. Tại vì á, khi mà các bạn có thêm boost 35% á, thì với cùng một cái lượng speed mà các bạn sử dụng á, thì các bạn sẽ được huấn luyện nhiều quân lính hơn nếu như mà các bạn có boost 35% nha. Còn nếu như mà các bạn không có boost 35% á, thì các bạn phải tiêu tốn cũng với lượng speed đó, nhưng mà các bạn sẽ nhận được cái lượng lính là ít hơn. Bởi vậy là dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, khi mà các bạn thực hiện huấn luyện nè, nghiên cứu nè và xây dựng, thì chắc chắn các bạn phải lấy những cái boost đó càng nhiều càng tốt nha các bạn. Không cần biết là cái event đó nó tính theo phút hay là nó tính theo sức mạnh, thì chỉ cần các bạn thực hiện ba cái hành động đó thì các bạn hãy cố gắng lấy những cái boost đó. Thì video clip về cái ánh sáng đối đầu với lại bóng tối, mình làm một cái video clip ngắn ngắn như thế này để lưu lại sau này có thể xem lại thôi. Thì nếu như mà các bạn cảm thấy thích video này, hãy để lại một like cũng như là subscribe kênh, ủng hộ cho kênh mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.